Về cái nội dung của chương số 5 này thì các anh chị sẽ có một cái câu hỏi trước khi mà các anh chị vào cái chương số 5. Các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ tìm một cái ví dụ. Cái gì ghi lại ha? Tìm ví dụ về các cái chính sách mà doanh nghiệp đang áp dụng. Tìm ví dụ về chính sách mà doanh nghiệp đang áp dụng. Tìm ví dụ về chính sách và doanh nghiệp đang áp dụng để tăng năng suất bán hàng. Tìm ví dụ về chính sách mà doanh nghiệp đang áp dụng để tăng năng suất bán hàng. Rồi, cái công việc mà tìm ví dụ thì tôi không yêu cầu các anh chị tìm ví dụ tại lớp. Vì ví dụ này rất là đa dạng, theo tùy theo ngành hàng và tùy theo doanh nghiệp. Cho nên là rất là phong phú và tôi mong muốn là được nghe những thông tin này vào buổi sáng mai. Khi mà các anh chị học cái buổi cuối của môn học này thì các anh chị sẽ trình bày cái ví dụ và cái câu câu hỏi bài tập cầm phiếu của chương số 4. Thì đầu giờ sáng mai các anh chị vui lòng vào lớp trao đổi thông tin với nhau và sau đó thì tôi sẽ mời đại diện của từng lớp trình bày về hai câu hỏi, một câu của chương số 4 và một câu của chương số 5. Cái câu hỏi hôm qua tôi có giao về cho các anh chị là chúng ta tìm một cái ví dụ về cái cách thức mà làm tăng năng suất bán hàng. Thì bây giờ chúng ta sẽ trình bày nội dung này. Lớp nào sẽ trình bày trước ạ? Dạ, thưa cô Ninh Hòa xin trình bày trước. Dạ, xin cảm ơn lớp Nhân Hòa ạ. Dạ, em lấy một ví dụ để mà nói về cái chính sách tăng năng suất bán hàng trong cơ quan. Có thể ví dụ này nó cũng chưa đầy đủ, cũng mong cô và các bạn đóng góp thêm ý kiến. Thì vấn đề bán hàng của công ty á, thì kế hoạch về chỉ tiêu doanh số thường được xây dựng vào đầu năm và phân chia theo có thể theo quý và có thể phân chia cụ thể hơn theo từng tháng. Thì qua đó từng nhân viên bán hàng tự xây dựng kế hoạch làm việc của mình trong tháng, thậm chí trong tuần và trong ngày. Mặc dù đó là cái kế hoạch thôi nhưng mà nó có thể là tăng giảm tùy theo tình hình thực tế. Thì ở đây á, vấn đề bán hàng của nhân cái năng suất bán hàng của công ty cũng phụ thuộc vào chính sách của công ty đưa ra, phụ thuộc vào năng lực của nhân viên. Do đó cái vấn đề cốt lõi đây là cái thu nhập của nhân viên có được tăng khi năng suất tăng hay không. Thì muốn tăng năng suất thì mình phải lưu ý đến vấn đề của nhân viên là cái thu nhập. Thì trước tiên là mình sẽ xây dựng một chính sách thưởng cho nhân viên một cách là khích lệ. Ví dụ mình có thể đối với cái thực tế của công ty em thì nhân viên ngoài cái vấn đề đạt doanh số được thưởng còn có chia ra từng nhóm hàng. Nếu như nhân viên đạt doanh số của từng nhóm hàng hoặc vượt doanh số những hàng thì sẽ được hưởng cái mức thưởng theo cái tỷ lệ thuận. Đồng thời cũng có khuyến khích nhân viên là năng đi trên thị trường có cái độ bao phủ lớn. Thì cái mức độ bao phủ càng lớn theo cái chỉ tiêu địa bàn là được giao thì còn được hưởng thêm cái phần đó nữa. Đó là đối với nhân viên. Thì đối với khách hàng thì mình xây dựng chính sách khuyến mãi cũng không quá cứng nhắc. Ví dụ mua một lô đơn hàng ngoài được hưởng trực tiếp trên cái đơn hàng đó, mình còn có chương trình cộng dồn nhiều đơn hàng trong một thời hạn là một quý, rồi có thể chính sách thưởng kèm theo cho đến cuối năm. Làm sao đó cho khách hàng thấy mua hàng của mình được ưu đãi và được có nhiều chính sách chăm sóc tốt. Tạm thời hết. À, xin cảm ơn Thì anh. Như vậy thì đó là ví dụ và trong đó thì anh đưa ra hai nội dung chính, đó là để tăng cái năng suất bán hàng thì chúng ta sẽ hỗ trợ cái lực lượng bán hàng bằng những chính sách lương thưởng phù hợp và đồng thời thì chúng ta có chương trình khuyến mãi cho khách hàng. Rồi bây giờ các lớp còn lại thì các anh chị có ý kiến nào bổ sung không ạ? Xin mời các anh chị. có những chính sách mà để mà tăng doanh số bán hàng ấy, ví dụ như là có mắt thì một phiếu khách hàng mua một phiếu trị giá trên 200 ngàn thì được một phiếu rửa xe chẳng hạn.
Ví dụ như mobile phone thì miễn phí từ phút thứ 2 đến phút thứ 10, thì đó cũng là một cách để mà làm tăng doanh số của công ty. Em xin hết. Thì cô thì theo như cái chỗ lớp Ninh Hòa nói nãy thì bên em nó cũng có cái đồng quan điểm giống giống như vậy. Thì nói chung cái mỗi cái ví dụ mà để cho tăng năng suất thì tùy theo mỗi ngành nghề mà phù hợp. Ví dụ như bên em thì như hôm qua em cũng có nói với cô đấy, thì kinh doanh bên mặt hàng bánh kẹo đấy, thì ngoài cái chế độ để những cái sản lượng mà theo từng quý từng tháng mà ra hay chưa đấy, thì để mà tăng năng suất thì bên em thực hiện nhiều cái chương trình chính sách. Thì ví dụ như bây giờ bên đối với bộ phận bán hàng về của công ty thì mình thực hiện cái chương trình là tăng thưởng. Ví dụ như anh đạt cái chi tiêu thưởng tháng thưởng quý thì mình sẽ thưởng bao nhiêu đấy, có một cái chế độ rõ ràng. Mà hoặc là đối với cái khách hàng ngoài thị trường ấy thì mình thực hiện theo chương trình khuyến mãi, chiết khấu hay trưng bày tùy theo cái thời điểm. Ví dụ như những thời điểm mà mùa vụ mà bán chậm đấy thì mình thực hiện theo chương trình là khuyến mãi và chiết khấu. Ví dụ khuyến mãi họ mua một thùng mình tặng thêm là 1 đến 2 túi, hoặc là chiết khấu họ mua một đơn hàng 500.000 mình chiết khấu cho họ 2 đến 3%. Hoặc là theo chương trình Tết mình thực hiện theo chương trình trưng bày hoặc là cộng dồn, vừa trưng bày vừa cộng dồn. Và anh mua đủ anh trưng bày là khoảng 5 đến 10 thùng bánh kẹo các loại thì trả anh trưng bày thì một tháng là bao nhiêu tiền, khoảng 200 300 ngàn. Rồi trong trên cây một tháng đấy anh mua được khoảng 5 đến 10 triệu thì mình chiết khấu thêm cho anh là khoảng 5 đến 7% nữa đấy. Thì từ cái biện pháp mà chương trình chiết khấu trưng bày khuyến mãi thì mình sẽ kích thích được cái sức mua của người tiêu dùng và tăng năng suất của doanh nghiệp Đây, xin cảm chị ơn Hạnh. anh. Đây là một trong những cái cách thức để tăng năng suất thông qua khách hàng của mình, đúng không ạ? Và những cái chính sách mà dành cho đại lý. Rồi bây giờ thì cho tôi phần trả lời cuối cùng của tỉnh cuối cùng ạ. Thế anh chị ở tỉnh cuối cùng chưa trả lời, có câu trả lời chưa ạ? Dạ thưa cô Ninh Ninh Hòa, có bổ sung nhắc lại như một cái ý lúc nãy em đang trình bày để tăng cái năng suất làm bán hàng của nhân viên ấy, là mình có giám sát cái thời gian làm việc của nhân viên, cái tần suất mà nhân viên đến chào hỏi khách hàng và giới thiệu đơn hàng của cơ quan mình, thì gắn liền với cái công việc đó là có một cái mức thưởng cụ thể. Hoặc là phạt, gọi là phạt hoặc là xử lý về tài chính nếu mà không siêng năng. Cái đó là em có nói cái ý, À, tức em là mình nói quản lý về mặt thời hơi bị gian. không sâu lắm. Dạ. Rồi, như vậy mình quản lý theo về mặt thời gian đúng không ạ? Và bây giờ các anh chị chúng ta chuẩn bị cái câu hỏi tiếp theo. Hôm qua các anh chị còn chưa trả lời, đó là cái câu hỏi liên quan đến công tác dự báo bán hàng. Thì tôi cho các anh chị 1 phút chuẩn bị nhé. Các anh chị sẽ chuẩn bị cái câu hỏi liên quan đến dự báo bán hàng. Các anh chị xem lại cái phần này. Hôm qua tôi có yêu cầu các anh chị là tìm cái ví dụ về dự báo bán hàng của doanh nghiệp đó. Bây giờ các anh chị có 1 phút để chuẩn bị, sau đó thì tôi cũng hỏi lần lượt các tỉnh, bởi vì đây là cái phần liên quan đến nội dung thi, cho nên tất cả các anh chị đều phải làm cái bài tập này nhé. Thôi em xin trả lời là 2010 sẽ đạt doanh số cao hơn 1% so với 2009 và sẽ cải tiến mẫu mã sao cho phù hợp với môi trường, có nghĩa là bao bì thay vì bằng ni lông thì thay vì bằng giấy. Xin hết rồi. À, cho tôi hỏi thêm là cơ sở nào để mà doanh nghiệp anh đưa ra là sẽ nâng cao cái doanh số bán hàng lên 10% và thay cái bao bì ạ? Thì tại vì hiện nay thì vấn đề môi trường rất là cấp thiết nên cải tiến mẫu mã sản phẩm, nghĩa là cải tiến bao bì thì hợp với môi trường và được khách hàng ưu tiên lựa chọn hơn và sẽ doanh số sẽ cao hơn. Xin hết. Đây, xin cảm ơn anh. Thế cô theo với công ty em mà cái kế hoạch dự báo để cho năm sau đấy thì căn cứ vào cái doanh số thực hiện của ba hai ba năm trước và mình đưa ra cái dự kiến cái sản lượng tiêu thụ cho sang năm năm sau, ví dụ như tốc độ tăng trưởng nó là 10 đến 20 30% tùy theo mà theo năm, thì từ cái doanh số đó thì giám đốc phân bổ xuống cho phòng thị trường, phòng từ phòng thị trường thì trưởng phòng thị trường sẽ phân bổ xuống cho từng giám đốc bán hàng khu vực.
và từ từng giám đốc bán hàng khu vực phân bổ xuống lại cho từng nhà phân phối. Từ cái doanh số của nhà phân phối đó thì giám sát bán hàng tại nhà phân phối của từng tỉnh đó thì phân bổ lại cho nhân viên, và theo cái kế hoạch đó thì thực hiện theo thời gian từng tháng từng quý để cho nó đạt được. Theo kinh nghiệm làm việc của anh ấy, thì anh thấy là hàng năm công tác dự báo của doanh nghiệp so sánh với tình hình thực tế nó có tương đối chính xác không ạ, hay là nó có cái sự chênh lệch khá cao ạ? Vì trong doanh nghiệp của em dự báo đấy thì nó tùy theo cái thời điểm, ví dụ như trong nó đưa ra cái tổng cái chỉ tiêu trong một năm thì ví dụ như quý 1, quý 2 mức độ tiêu thụ nó thấp thì nó sẽ không đạt theo cái tiêu chí của nhà máy của công ty đưa ra, là đúng cái quý 2 quý là mình phải đạt cái sản lượng bao nhiêu, nhưng mà ví dụ như qua quý 3, quý 4 mình thực hiện là mình bù đắp lại thì mình tăng năng suất lên, ví dụ như chương trình khuyến mãi kích thích lại khách hàng để mình bù đắp lại những cái doanh số cho quý trước, thì từ đó là đến cuối năm thì cái chỉ tiêu theo cái kế hoạch đưa ra của đầu năm thì công ty em hoàn thành, đúng không? À, rồi cảm ơn anh. Như vậy là công tác dự báo là tương đối chính xác đúng không ạ? Dạ vâng. Rồi như vậy thì bây giờ thì với những cái bài tập hôm qua tôi có giao về cho các anh chị thì chúng ta đã vừa hoàn tất xong. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang nội dung của chương số 5. Trong chương này thì có một số các cái nội dung mà các anh chị cần phải lưu ý. Nội dung thứ nhất để trả lời cho câu hỏi là làm thế nào để tăng năng suất bán hàng trong khu vực. Và cái câu hỏi thứ hai là chúng ta sẽ tăng số lượng nhân viên bán hàng hay là chúng ta gia tăng hiệu quả làm việc của họ, và những cái trách nhiệm của nhân viên bán hàng có cần phải thay đổi hay không. Đó là những câu hỏi chúng ta sẽ giải đáp trong chương này. Chúng ta có rất nhiều cái cách thức để làm tăng năng suất, chẳng hạn như là chúng ta sẽ quản lý thời gian hữu hiệu hơn, giống như phần trình bày của một lớp của thành viên lớp Minh Hòa, tức là làm sao chúng ta kiểm soát được cái thời gian làm việc và thúc đẩy nhân viên làm việc với những cái cách thức quản lý thời gian tốt hơn. Rồi chúng ta có thể phân chia những cái nỗ lực hiệu quả, thì ở đây chúng ta có thể thấy là có cái nguyên tắc là chúng ta có thể tăng cường những cái nỗ lực đối với những khách hàng mới hoặc là những khách hàng có quy mô mua hàng lớn, đúng không ạ? Và một cái cách thức nữa đó là chúng ta phân chia khu vực bán hàng tốt hơn. Ở đây thì chúng ta lựa chọn cái địa bàn địa lý làm sao cho phù hợp với cái cách thức vận chuyển hàng hóa, hay là cho cái đội ngũ giám sát bán hàng có thể làm việc được hiệu quả hơn khi mà chúng ta phân chia khu vực. Đồng thời thì chúng ta cũng có thể là làm tăng cái khả năng bán hàng của khách hàng trong khu vực. Ở đây tức là những cái hình thức đại lý của chúng ta hoặc là nhà phân phối của chúng ta ở mỗi một khu vực, thì chúng ta sẽ cử nhân viên đến để làm việc với họ, đưa những cái chính sách của doanh nghiệp tới. Và đồng thời bên cạnh đó thì chúng ta còn hỗ trợ họ bằng nhiều phương thức, đó là những cái chương trình, ví dụ như chương trình khuyến mãi, những cái hoạt động, những cái chính sách bán hàng cụ thể, những cái tỷ lệ chiết khấu, hay là đích thân nhân viên của chúng ta sẽ huấn luyện cho đại lý làm việc được hiệu quả hơn, và bản thân họ cũng sẽ dành một số ngày để mà cùng kinh doanh với đại lý, tức là cùng đứng ra thuyết phục khách hàng với đại lý. Thì đấy là những cách thức để mà chúng ta tăng khả năng bán hàng của chính khách hàng của mình. Khách hàng ở đây là tôi muốn dùng cái từ này là để nói đến những cái chủ yếu là đại lý và nhà phân phối của doanh nghiệp. Bây giờ đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về tăng thời gian hữu ích. Thì ở đây các anh chị có một cái công thức. Công thức này nó liên quan đến điều gì? Công thức này thì nó có các cái thông số như sau. Thứ nhất là tổng số thời gian làm việc, và thứ hai là thời gian hành chính, và thứ ba là thời gian đi lại cần thiết. Như vậy để mà chúng ta tăng được STT, tức là tăng được cái thời gian bán hàng hữu ích, thì chúng ta sẽ phải giảm bớt cái gì? Chúng ta sẽ giảm bớt thứ nhất là thời gian hành chính. Như vậy làm sao để giảm được thời gian hành chính? Thì chúng ta thấy là cái người nhân viên bán hàng phải là cái người mà thực hiện các cái thao tác về văn phòng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Muốn có được điều này thì chúng ta có cái quy trình quản lý 5S, rồi chúng ta lại còn có một số các cái cách thức để mà chúng ta giảm bớt cái thời gian làm việc hành chính. Chẳng hạn như là vận hành máy tính được nhanh nhạy hơn, tức là cái người này phải có kỹ năng về vi tính văn phòng. Rồi cái cách lưu trữ hồ sơ làm sao mà có thể là lấy được hồ sơ trong thời gian nhanh nhất, thì đó chính là cái cách giảm thời gian hành chính. Và cái việc họp hành thì chúng ta cũng thấy là nên giảm bớt để mà tránh cho cái chuyện là mất quá nhiều thời gian trong cái việc họp hành. Như vậy thì đấy cũng là cái cách thức để giảm thời gian hành chính, đúng không ạ? Và cái cách thức thứ hai nữa là chúng ta giảm thời gian đi lại cần thiết. Có nghĩa là sao ạ? Bây giờ thì các anh chị có thể thấy được rằng là kinh doanh ngày nay không thuần túy là chúng ta chạy đến gặp khách hàng, mà chúng ta có thể là thiết lập cái cuộc hẹn thông qua điện thoại, rồi sau đó là xác nhận cuộc hẹn và sau đó mới đến gặp khách hàng. Thì như vậy chúng ta sẽ giảm bớt cái thời gian đi lại.
Đồng thời thì chúng ta sẽ sắp xếp những khách hàng trên cùng một địa bàn vào cùng cái thời điểm cách nhau ví dụ 1 tiếng hoặc 2 tiếng để chúng ta có thể đi thăm từng cái đại lý hoặc từng khách hàng theo đúng cái lộ trình để tránh cái việc là tốn kém về thời gian. Và như vậy thì có rất là nhiều cái thách thức để giảm thời gian đi lại. Có thể là chúng ta giao dịch qua điện thoại, qua email, rồi khi gặp gỡ trực tiếp chỉ là cái khâu cuối cùng, hoặc là chúng ta sắp xếp cái lộ trình một cách khoa học, thì đó chính là cái thách thức để quản lý thời gian. Và chúng ta thử tham khảo là những cách thức nào mà làm lãng phí thời gian, ví dụ như là hệ thống thông tin trong doanh nghiệp không có thông suốt, cái cách thức quản lý thông tin của cái người nhân viên kinh doanh chưa có hiệu quả, chưa có chuyên nghiệp. Rồi chúng ta cố tập trung quá nhiều thời gian cho một khách hàng, ở đây được gọi là chào hàng không hiệu quả. Tức là với một khách hàng mà chúng ta đến thương lượng, xin lỗi, đến thuyết phục, nếu mà các anh chị đã đến lần thứ 3 mà vẫn chưa có kết quả thì chúng ta hãy tạm sắp xếp hồ sơ khách hàng này lại để chúng ta chuyển sang khách hàng mới. Và một số các cái vấn đề thuộc về thói quen của cá nhân cũng có thể gây ảnh hưởng đến vấn đề thời gian, chẳng hạn như là quản lý thời gian cá nhân không tốt, rồi có những cái sự lề mề đơn cử như là nữ giới hoặc nam giới đều có thể có những cái thói quen xấu, ví dụ nữ giới mất quá nhiều thời gian để mà trang điểm rồi tăng tút lại hình ảnh bản thân và cuối cùng ảnh hưởng đến cái thời gian làm việc, chẳng hạn như thế. Thì ở đây các anh chị có một cái khái niệm về chào mời biên tế, có nghĩa là sao ạ? Thì các anh chị có thể thấy là trong trường hợp chúng ta gọi điện thoại cho khách hàng hoặc là email cho khách hàng, vân vân, các anh chị thử cho một cái ví dụ về 3 đối tượng khách hàng X, khách hàng Y và khách hàng Z. Thì chúng ta có thể thấy được là đối với khách hàng X thì cái nỗ lực của chúng ta sẽ đạt được cao nhất trong cái lần nào, tức là lần thứ 4, tức là anh này sẽ mua với cái doanh số là 2.500. Khách hàng Y thì cái nỗ lực tốt nhất đạt vào thời điểm là chúng ta sẽ chào mời đến lần thứ 5 chẳng hạn như vậy. Thì cái lời chào mời biên tế có nghĩa là tại cái thời điểm đó cái doanh số của chúng ta đạt được mức cao nhất với cái số lần chào mời mà tính theo tỷ lệ ở cái mức tương đối, đúng không ạ? Thì một số các cách thức để tăng năng suất thì ở đây chúng ta thường nói đến cái việc là phân chia lại khu vực địa lý, và cái nội dung mà chúng ta cần phải chú trọng nhất trong cái phần chương này đó là phần về tăng năng suất thông qua khách hàng khu vực. Tăng năng suất thông qua khách hàng khu vực thì lúc nãy các anh chị đã cho các ví dụ rồi. Thì trong chương này chủ yếu tôi nếu mà có những câu hỏi thì sẽ có 2 vấn đề chính các anh chị nên đánh dấu vào. Đó là cái vấn đề quản lý thời gian của nhân viên. Và thứ hai là cái chính sách dành cho đội ngũ nhân viên và chính sách dành cho khách hàng. Thì đó là 2 nội dung các anh chị phải lưu ý, các anh chị ghi lại ha. Tức là trong chương này thì có 2 nội dung chủ yếu quan trọng mà các anh chị phải có thêm ví dụ và có thêm thông tin. Đó là quản lý về mặt thời gian để tăng năng suất bán hàng. Và thứ hai là tăng năng suất đối với khách hàng của mình thông qua các cái chính sách phù hợp. Ở khách hàng ở đây thì chủ yếu là tôi muốn nói đến cái hệ thống đại lý hoặc là nhà phân phối của doanh nghiệp. Thì làm sao để cho cái đại lý của mình hoặc là nhà phân phối của mình tăng năng suất bán hàng. Thì giống như ví dụ của một lớp về cái doanh nghiệp kinh doanh ngành hàng bánh kẹo, thì các anh chị đã đưa ra những cái ví dụ về cái cách thức làm tăng cái năng suất bán hàng thông qua là các cái chương trình khuyến mãi phù hợp, các cái chính sách bán hàng và kích thích bán hàng đúng thời điểm, đúng không ạ? Thì rõ ràng đây là một trong những cách thức để tăng năng suất bán hàng. Và rõ ràng là để muốn tăng năng suất bán hàng thì đầu tiên các anh chị phải xây dựng được cái đội ngũ bán hàng của mình và có cái chính sách lương bổng đãi ngộ phù hợp, thì họ có cái sự có cái động cơ làm việc cao thì chắc chắn thì họ sẽ gia tăng làm việc hơn. Và nếu mà cái mức thưởng nó hấp dẫn thì chắc chắn sẽ khiến cho đội ngũ bán hàng này họ sẽ tích cực hơn trong công việc. Đơn cử như các anh chị thấy trong ngành bảo hiểm hay trong ngành bất động sản thì cái tỷ lệ phần trăm hoa hồng rất là cao trên một cái sản phẩm bán ra để kích thích người nhân viên có cái động cơ làm việc cao hơn, đúng không ạ? Và lương cứng, tức là lương cơ bản bao giờ cũng rất là thấp. Để làm gì ạ? Để cho họ thấy được rằng là doanh nghiệp chỉ sẵn sàng duy trì ở cái mức độ này thôi. Nhưng mà nếu anh thật sự có cái sự năng động trong công việc, tìm thêm được khách hàng mới, mở rộng được thị trường, phát triển hệ thống đại lý và giữ vững các mối quan hệ thì anh sẽ có được cái thu nhập rất là tốt dựa trên chính năng lực làm việc của mình. Thì đó là cái cách thức để tăng năng suất bán hàng.
Còn đối với hệ thống đại lý của chúng ta thì chúng ta có thể thấy là đối với hệ thống đại lý thì các anh chị có những cái chương trình khuyến mãi, rồi các anh chị có cái hoạt động là chiết khấu thanh toán, hoặc là giảm giá, hoặc là thanh toán gối đầu, hoặc là thậm chí là đối với những đại lý này thì chúng ta sẽ tổ chức những cái khóa huấn luyện cho họ, rồi đồng thời cái người nhân viên giám sát phát triển đại lý phải thường xuyên liên hệ với đại lý để mà nắm bắt được tình hình kinh doanh của đại lý, những khó khăn mà đại lý vấp phải, đồng thời thì sẽ có cái chính sách thưởng kịp thời khi mà đại lý hoàn thành và vượt cái chỉ tiêu ban đầu. Như vậy thì đó chính là một số các cách thức để tăng năng suất thông qua khách hàng trong khu vực. Thì các anh chị sẽ xoáy sâu vào hai nội dung này khi các anh chị làm bài kiểm tra, thì tôi sẽ hỏi các anh chị về hai nội dung này. Một cái cách thức mà để làm tăng năng suất bán hàng đối với khách hàng trong khu vực đó là cái cách thức tự động hóa lực lượng bán hàng. Tự động hóa ở đây tức là các anh chị thấy mọi giao dịch đều được thực hiện qua cái hệ thống hỗ trợ của máy tính. Và có thể là các anh chị ngày nay các anh chị đều biết đến cái cuộc họp, gọi là cái cuộc họp thông qua một cái màn hình, đúng không ạ? Và đây là một trong những cái cách thức để tiết kiệm chi phí. Ví dụ như là doanh nghiệp các anh chị là một chi nhánh của doanh nghiệp tại Mỹ, hoặc các anh chị có đối tác ở Pháp, ở Anh chẳng hạn, như vậy thì chúng ta có cái cuộc họp, và cái cuộc họp này chúng ta không nhất thiết phải bay máy bay qua nước ngoài, là chúng ta đã thiết lập một cái phòng phòng họp trong đó có cái hệ thống kết nối, và cái hệ thống kết nối này cho phép là hai bên có thể giao lưu được với nhau, có thể nói chuyện và trình bày các cái thông tin, và trên màn hình thì đều hiển hiện tất cả các cái thông tin này. Một cái cách tự động hóa nữa đó là sẽ thiết lập những cái hệ thống phần mềm. Ví dụ các anh chị thấy là khi đơn hàng về đến doanh nghiệp thì đưa vào xử lý trong hệ thống máy tính, và các cái thông tin này được lưu trữ đầy đủ về đối tượng khách hàng, về quy mô mua hàng, về ngày giao hàng và về phương thức thanh toán. Thì cái chương trình xử lý số liệu này thì mỗi một doanh nghiệp họ sẽ chọn cái chương trình xử lý khác nhau. Vì ngày nay thì chúng ta có rất nhiều doanh nghiệp cung ứng các cái phần mềm về quản trị bán hàng. Do vậy thì mỗi một doanh nghiệp, ví dụ như là Vinamilk hay là Đồng Tâm, thì họ đều có những cái chương trình quản lý bán hàng rất là hiệu quả. Và nhờ có chương trình này thì họ sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, đồng thời sẽ kiểm soát được cái số lượng hàng ra vào và theo dõi các cái đơn hàng, cập nhật các cái thông tin về khách hàng một cách nhanh nhất. Thì đấy chính là tôi đang nói đến cái việc là tự động hóa lực lượng bán hàng. Và thậm chí là ngay trong cả cái vấn đề là công bố thông tin hay là truyền đạt thông tin giữa các bộ phận trong doanh nghiệp thì chúng ta cũng giảm bớt cái thời gian họp hành, mà chúng ta sẽ dùng cái hệ thống vi tính để hỗ trợ, tức là mỗi người sẽ nhận được một cái thông báo, hay là mỗi người sẽ cùng đưa cái thông tin của mình post lên, rồi sau đó thì sẽ trao đổi thảo luận, đỡ mất cái thời gian gặp gỡ nhau và phải set up, phải thiết lập một cái cuộc hẹn hoặc cuộc gọi. Như vậy thì trong trường hợp này chúng ta thấy là tùy vào mỗi doanh nghiệp thì họ sẽ chọn cho mình một cái chương trình phần mềm quản lý khác nhau, và tôi chắc chắn là hiện nay thì tất cả các doanh nghiệp gọi là có tầm cỡ trên thị trường, có ứng dụng công nghệ kỹ thuật thì họ đều có cái phần mềm quản lý về bán hàng, đúng không ạ? Như vậy thì trước khi mà chúng ta kết thúc với chương số 5 thì các anh chị lưu ý là những cái kỹ năng quan trọng của một cái người làm công tác quản trị bán hàng có liên quan đến những cái hoạt động về tài chính,